gì nó canh mà ăn. Giờ không mua đâu có rau đâu nó canh ăn. Xin lỗi anh em.
xiên thôi anh em. Kiểu hai anh em. Chín thầm. Xiên thôi, cắm thầm kiểu Úc ơi. Anh em. Đây một em. Mình đi 7-1 buổi chiều tới giờ xong là được 2-4-8 con nha anh em. Giờ mình sẽ chế biến món nướng. Nghe nói quắc nướng mà ngon lắm. Đi 7 nha anh em. Mặn xong xuôi thôi rồi. 21 làm 7 ít thôi. Làm nhiều quá, làm cực quá. Đúng, hai mình nướng.